Anh em còn đang phân vân chưa biết nên mua đầu karaoke nào thì ngay bây giờ Vida sẽ bật mí ngay cho anh em những tiêu chí để có thể lựa chọn một đầu karaoke thật tốt. Hãy cùng xem ngay nhé. Một, hát karaoke online. Anh em có thể dễ dàng truy cập và hát karaoke trực tuyến trên các ứng dụng mà không cần phải tải về, chẳng hạn như hát karaoke trên YouTube. Chính vì sự tiện ích này mà đầu hát karaoke online luôn được yêu thích nhiều hơn và được rất nhiều anh em yêu ca hát làm tiêu chí để lựa chọn đầu karaoke cho gia đình mình. Hai, cập nhật nhạc tự động online hàng tuần. Với công nghệ hiện đại, nhiều đầu karaoke có thể chỉ cần cắm dây kết nối mạng internet vào và thao tác là có thể tự động tải về những bài hát mới nhất trên hệ thống. Chấm dứt tình trạng ngưỡng mộ đầu karaoke nhà hàng xóm toàn những bài mới, còn nhà mình chỉ hát đi hát lại có vài bài, chán ơi là chán. 3. Nhạc chuẩn, chất lượng âm thanh tốt và hình ảnh sắc nét. Đầu karaoke chất lượng âm thanh cao cấp vừa dễ dàng điều chỉnh, phù hợp theo giọng hát của từng người để anh em có thể thoải mái hát karaoke nữa chứ. Hình ảnh phải chân thực, sắc nét với độ phân giải Full HD 1080 hoặc độ phân giải 4K cũng là một yếu tố quan trọng để tạo thêm hứng thú cho anh em khi ca hát nữa đó. 4. Kết nối với các thiết bị thông minh để điều khiển. Dễ dàng kết nối với các thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, remote để hỗ trợ anh em điều khiển và chọn bài hát trực tiếp thông qua kết nối internet đơn giản và dễ dàng. Và thứ 5 là phải có thiết kế thật đẹp. Đây là yếu tố thu hút tạo ấn tượng khi tiếp xúc, hay nói vui là yêu từ cái nhìn đầu tiên và góp phần vào quyết định việc anh em có đưa nó về dinh hay không.